Hello mọi người, hôm nay thì mình sẽ tiếp tục đi range C4 và gặp cái clan nào đây? Team Zstar. Level cũng khá là cao. Mình bắn khẩu AK47 Bone Beast. Khẩu này thì nó cho anh em test free rồi. Không khổ như bên CS Mobile, nó không cho test, nó bắt phải mua cơ. Khá là khám lọ và rất ít anh em có thể cầm được cái khẩu súng này. Rất vui thì bên server Việt Nam thì nó dễ tính hơn xíu. Cái gì nó cũng cho test trước. Đấy, anh em lại cứ chửi nữa đi. Ngon thế này mà. Bên kia đời nào nó cho test AK47 free như thế này. Rồi tuy là hình như là được một ngày thôi thì phải. Mình không rõ lắm. Cái AK của mình thì được 7 ngày. Vậy thì cũng là đồ ngày cả thôi. Khẩu này bắn cũng rất là phê. Còn nếu mà so sánh với lại AK47 Transformer thì lâu rồi mình chưa bắn. Mình nghĩ khẩu này ngon hơn đấy. Cảm giác bắn là ngon hơn. Những cái thông số mình chưa nhìn kỹ. Và mình thấy thằng nào lấp ló la liếm ở cái đoạn đường này rồi. Kiểu gì nó cũng lòi cái mặt ra. Đấy, có sai đâu mấy. Mình thấy cái bóng dáng ai đó rồi. Bước qua cái làn khói mờ mờ ảo ảo. Mới cười xong định mấy. Thế đây nào. Mình kè ngay cái tâm cái chỗ đấy để cho hết shot. Nó vẫn đúng. Nhưng khi mình lao ra thì ăn ngay cái quả sniper đèn. Sao. Trời ơi, bà kênh cái gì ấy. Kênh mà kênh cái hướng đấy thì chả bị móc lốp. Ok, trận đầu hơi bị khoai. Clan gót bắn gà quá. Thì mệnh. Nói về cả clan thì nói về cả mình nữa nhá. Thôi, mình cũng rất là gà. Ok, chúng ta sẽ bước qua cái móc là gà và trở thành pro nào. Trận này chúng ta phải chứng tỏ được mình là clan mệnh. Đích phải gà nhá. Gà không phải là từ để gọi cho clan chúng tôi. Còn các bạn có thắng hơn, thắng được chúng tôi thì các bạn là hay hơn thôi. Ok. Úi dồi. Trời ơi. Nó biết ngay là mình đứng đây. Nó tương cho ngay quả bom. Đỏ chót à. Quỷ sứ à. Này thì mới lượn ra xem nào. Má bom. À, lượn này cưng. Rồi. Ơ sao đồng đội mình chết hết rồi. Thật là hư cấu. Các bạn ơi, tuy là mình nhắc các bạn là hãy nhường kill cho mình, nhưng các bạn cũng không nên chết hết đến như vậy. Thôi cái nhường kill kiểu này thì thôi đi. Mày đích cần nhường kill đâu. Tới đích nào nó chết sạch. Đấy, nhường kill cái mắm gì. Người đéo yêu đương được gì rồi. Tương flash vào để vào thôi. À, mày lấp ló đấy. Ôi giời ơi, tí nữa mình ăn được thằng kia rồi. Cay nhất là cái thằng bà Z. Ăn nguyên quả bom. Rồi số đen thôi. Mà đỏ thì vẫn vậy. Ơ, mọi người đâu vậy? Mình thì cứ tương A thôi. Mọi người thì cứ tương B. Rồi cho mình sẽ quà hỗ trợ à đồng đội. Cái gì? Sao không đi luôn? Mình cứ tưởng là đi B chứ nhở. Rồi mấy thanh niên này bắt đầu loạn quạng rồi. Có một cái cảm giác bất an. Rồi hay lắm. Gôn à, bố ông cố đã clear team bạn. Ở khu vực nào thì không biết. Rồi như là khu vực A. Đã phải nằm xuống rồi. Đen ra bạn rồi. Cái tội ăn cho lắm vô thì nó phải lồi mồm thôi. Rồi. Đấy hay lắm. Bom B kiểu gì nó cũng đục vào đây này. À, mày đục vào đây này. Hư cấu. Mình đứng đây, bạn sao ăn được. B 116cc à. Ok, thằng nhiều máu thì mình giết rồi. Có thằng ít máu thôi. Không biết nó la liếm ở cái chỗ nào. Ôi, cái gì vậy ba. Rồi, yếu máu rồi. Bị bệnh. Mình có 40 tiết thôi. Nó cấu 20 rồi. Hay lắm. Này thì đã yếu còn ra gió. Thằng này mình bắn còn 20. Hình như là thằng này còn gần 50 tiết mà. Cái gì mà 16 tiết ba. Đùa. Đấy đồng đội nó như vậy anh em ạ. Khốn nạn lắm. Hình như là cấu máu thêm giáp nữa hay sao ấy. Mình nghĩ có giáp thì nó sẽ nhiều máu hơn ấy. Bắn nó sẽ mất nhiều tiết hơn. Đấy nói chung là không thể tách đồng đội được. 16 tiết. Nhưng nó cộng thêm cái giáp nữa cơ. Rồi.
rồi, mấy ba này hay đi bên bom sai B nên mình phải qua hỗ trợ thôi. Cái gì ấy, đừng để thua nhá. Thế đấy, nào toàn thua. Thật là hư cấu. À, này đi. Đứng cam này, làm gì mà căng. Này thì phê đá, thanh niên phê đá, hay lắm. Đứng phê đá giữa cái hầm B. Thật là VL. Rồi lên luôn. Sợ đếch gì, rồi chém bo mà. Cover, cover, cover. Cover, cover, úi dồi, yếu hết rồi. Con này yếu lắm rồi. Lên nào, lên nào. Úi dồi, bà kia chết rồi. Thằng này quá yếu rồi, chỉ việc lên và hiếp thôi. Ơ, bom thế không chết kìa. Đùa thật đấy chứ. Thằng này trâu máu vậy. Đậu xanh. À, à. Úi dồi, trước mặt luôn. Hay quá. Pha đấy đáng nhẽ mình bắn mà tự dưng một pha gì đấy dừng lại. Đúng là cái gì vậy, nó đen đủ đường anh em ạ. Thằng trước mặt không ăn được, lại bị thằng sau lưng nó móc. Cạn lời, nói chung là ngáo. Một phút giây đó, một phút giây gì đó ngáo hẳn. Cố lên bạn đi. Ôi, nó gỡ kìa. Thôi xong rồi. Mệnh. Bắn cái kiểu gì vậy? Làm gì vậy bố? Súng đâu cha, trời ơi. Bà này bà ấy súng ấy không dùng, cứ thích dùng lục đậu bò, cạn lời. Rồi anh em cứ thích đi B nhở. Bình thường thì mình thấy bọn kia nó hay công A và thần công rất là nhiều. Nhưng bên clan mình thì thích công B, không thể hiểu được. Mình vẫn đứng đây canh A thôi, để đồng đội mình nó lên, thằng nào lên móc thì mình sẽ công. Mà nếu bạn đội mình cong lên thì mình phải cong lên thôi. Hay quá, hay quá. Được rồi, ok. Lật kèo nào. Cái đích nào thua. Ờ, chơi cái map này thì súng nó hơi bị tối màu tí. Đấy, map này không hiểu tại sao súng lại tối màu. Vũ khí, mọi vũ khí có skin đẹp đều tối màu. Riêng cái khẩu AK-47 này nó sáng lắm. Nhưng khi vào cái map này thì nó bớt bớt rồi. Nên nó thành ra là cái màu nó đẹp. Đấy, mình cảm giác là như thế. Chứ lúc đầu màu nó sáng cực ấy. À, mày ăn bạn tao này. Nghĩ gì? Rồi. Ui, đi mậy. Hết sợ luôn này. Chưa kịp rút súng. Đường nào nó cũng cây nhỉ. Con này bắn hay thế nhỉ. Cạn lời. Đường nào nó cũng cây. Này thì yếu rồi này. Từ cấu. Phi đá này, tuy nhiên phi đá này toàn cây mic quá. Thì như này nó toàn kênh mic ạ. Thật ra mình cứ tưởng là không có ai. Thế mình lao vào mic để mình đi móc ở khu vực A. Thế đấy nào. Đang còn đầy máu. Nó bắn đột quả hết sọt. Thế là tịch. Rồi thôi xong rồi. Gì mà 3-4 đi kia. Đùa. Lên nào. Trận này đừng để thua nhá. Thua nhục lắm. Thế đấy nào. 3-4 thế này. Bắn cẩn thận vào. Trận cuối. Đừng để trận này là trận cuối. Rồi. Thôi như vậy cũng được. Ném khói vào đấy để tụi nó không dám công lên. Vẫn lên à. Có thật là lên không để mình cover. À, nó lấy ra. Úi dồi. Gì vậy? Còn 9 HP. Khiếp khiếp khiếp. Tê. Bắn kiểu gì hay vậy? Nó sấy còn 9 HP. Rồi đi luôn, hay lắm bạn ơi. Cố lên mọi người, mình không làm được gì rồi. Trận cuối ngáo quá. Thế đéo nào, lao ra. Mất tiết và chết thôi. Trận này ngáo hẳn luôn ấy. Ok anh em, cố trận này đi, trận cuối mình sẽ bắn nhiệt tình hơn. Cố đi anh em. Xem chúng ta sẽ cùng xem mọi người sẽ làm được gì. Mình nghĩ làm được rất là nhiều ấy. Tại vì clan gốc thì ai nó cũng mệnh hết. Chứ không phải là như những cái clan khác. Có người mệnh người yếu. Và số lượng người bắn yếu ở clan này thì nó rất là ít. Mình thấy ai nó cũng bắn trình trình như nhau hoặc cao hơn thôi. Cao hơn thì rất là nhiều.
Ok, từ từ lên, trận cuối mà. Sao phải xoắn? Cứ bình tĩnh và từ từ rồi. Tự tin khoe cá tính. Đấy là một cái phong cách bắn C4 cực kỳ là tốt. Ấy sai, thôi xong rồi. Thanh niên kia lao vào bom sai nhanh quá. Xin lỗi bạn nha, mình chưa kịp. Anh em, ôi, kênh sniper này. Mình không thấy anh em lao lên nên mình cũng không lao lên. Chứ pha đấy bạn lao lên thì mình nghĩ là mình cũng nên lao lên để cover. À, ui rồi bom. Rồi, sorry bạn Hiền. Trời ơi, mình gà mấy cứt. Trời ơi. Tự dưng lại tương bom làm gì thì không biết. Rồi, vẫn thắng. Ok, mình sẽ kết thúc clip ở đây. Các bạn xem nếu thấy hay thì đừng quên like và subscribe kênh của hộ mình nha. Bye bye các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau. Bye bye mọi người.